Chào các bạn đã quay trở lại với siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người bàn cầu đến từ thương hiệu Vinac. Thì bàn cầu này có mã số đó là AC918VRN. Thì các bạn có được thấy đây, đây là bàn cầu của Trạng Vân. Thì bàn cầu này là bàn cầu một khối, mọi người có thể thấy phần két nước và chân cầu được liền thông với nhau như thế này. Chính vì vậy cho nên là cái việc vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Và mọi người có thể để ý thì cái chân cầu cũng rất là trơn láng, không hề có ngóc ngách. Chính vì vậy cái việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn. Và bàn cầu này thì mọi người có thể đọc được cái mã số ở trên đây, AC918VRN. Đây là công nghệ Aqua Ceramic chống bám bẩn. Đây mọi người có thể thấy đây là tem Aqua Ceramic chống bám bẩn. Giờ cái lớp Aqua Ceramic này mà mọi người có thể thấy thì lớp men sứ mịn sáng hơn, và cũng như là đây không hạn chế được cái việc đó là rong rêu hay là mảng bám vào bàn cầu và rất là khó để vệ sinh. Thì đây là bàn cầu sử dụng hệ thống xả gạt, bạn mọi người thấy rất là dễ sử dụng. Và xả gạt này cũng khá là tiết kiệm nước khi mà một lần xả là 5 lít. Và khi mà chúng ta mua về thì ở phía bên trong thì cũng đã có cái bộ xả để được lắp sẵn bên trong cái nước này. Mọi người có thể để ý thì cái lớp men sứ rất là dày và chắc chắn. Đi kèm chung với cái bàn cầu này thì chúng ta có một cái bộ chi tiết hướng dẫn lắp đặt và sử dụng khi mua bàn cầu này. Và đi kèm chung đó là con thỏ hay còn gọi là Petac. Thì con thỏ này của AC918VRN được làm bằng nhựa, cho nên là cái việc lắp ráp nó khá là dễ dàng. Mọi người có thể thấy ở phía hai bên này có hai cái lỗ để mà chúng ta bắt tiếp vào, và ở phía trên thì có gioăng cao su. Một điều đặc biệt đó là con thỏ của Inac có thiết kế rất là đặc biệt theo công nghệ của Nhật Bản, cho nên khi mà sử dụng cũng hiệu quả khi mà chúng ta có tác dụng rất là ngăn mùi chống hôi. Và chúng ta có thấy ở đây có hai phi ống, đó là phi 90 và phi 114, phù hợp cho nhiều gia đình. Và ở đây thì mọi người có thể thấy đây, bàn cầu này sử dụng hệ thống cửa xả xoáy với hai cửa xả lớn ở đây. Đây khi mà chúng ta xả gạt một lần thì cái hai cửa xả này sẽ tạo một cái dòng xoáy lớn và đẩy tất cả mọi vết bẩn xuống và rất là êm ái. Đây mọi người có thể thấy, và lòng bàn cầu cũng khá là sâu cho nên là khi mà sử dụng cũng sẽ hạn chế được cái hiện tượng là văng nước khi dùng. Và đi kèm chung với bàn cầu này đó là nắp rơi êm có mã số là CF918VS. Thì các bạn có thể thấy thì những cái thông tin về sản phẩm và được sử dụng cho bàn cầu nào cũng được ghi rất là rõ ràng ở đây. Và không chần chừ gì nữa thì Vân sẽ đầu tiên đó là sẽ hạn chế được tiếng ồn, và thứ hai nữa đó là cũng sẽ hạn chế được cái việc đó là vỡ nắp hay là bàn cầu khi mà sử dụng lâu. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này thì mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nhé. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bây giờ thì Vân xin hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Chào tạm biệt.